mình đã lập cái máy xong ăn rồi, cô chú chị các bạn. Đây này dài dữ nha. Đây, trong phòng. Tay với kẹo mình thả nó đều luôn nha cô chú chị nè. Lú quan sao 1 phút luôn. Quan sao là chưa có cột. Lập được tầm 2,5 mét nha. Cái này mà làm máy mà hai máy lời á, chứ khỏi là máy hiên là ông cái nó chậm ra lú ra luôn khúc 2 mét mấy luôn à. Rồi thì tới giai đoạn tôi mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị bạn xem nha. Mời cô chú anh chị bạn trực tiếp theo ngang cô chú anh chị nào. Này tới công đoạn tô tường nha cô chú anh chị bạn. Ở trên đó bằng một cục khép khép cái đùi đấy nha. Con này là phát ra giờ quay lại là tô chuẩn bị ốp gạch nha. Phải tối xây ở sau này có một cái hai cái phòng vệ sinh nha. Nhà này mình gắn cửa hệ sinh pha của chú anh chị bạn nên mình không có gắn khung bao trước nha. Thì tô ốp gạch xong rồi mình mới gắn cửa sau. Thì cái không gian này là không gian bếp nấu về nhà vệ sinh là mình đã luôn. Thì nó góc máy trên này, góc máy đây. Thì trước sau là thả trống luôn nha. Rồi nữa trên thì mình đóng lò không khi hoàn thiện. Tối. Nó lội chưa, nó còn mò bỉnh bỉnh nè. Khu vực phòng khách nè. Ở trên đây. Sẵn lấy sầu riêng ra có sầu riêng đâu có sầu riêng đâu cậy cái đó ra luôn đi sẵn vàng nó cậy luôn đi. Cái dạng nữa lấy dáng nó luôn. Lấy nữa cũng được 2 tấm dáng đó bồ. Ui trời 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 trời. Rồi đang đóng có pha cái đóng đàn cái chỗ nhà vệ sinh của chú anh chị bạn này để đổ cái bồn nước cái này nè. Làm thế wow yeah.
Rồi vừa đó rồi. Vậy vừa đó, nó khít được. Bên là thợ tàu khúc trên xong rồi đang vào tuột xuống dưới khúc dưới nè. Tô bằng bằng em anh, đừng nữa em chán gạch cho dễ các anh. Rồi. Nói vậy chết rồi. Ôi trời. Thẳng lên quẹo. Đồng anh tên quẹo kia thẳng thôi trời. Chú bé bị ngang nha. Nè đêm coi. Ốc tàu dèo vắng nó đứt không hiểu sao. Thiếu đồ sáng cô chú anh chị các bạn à, mấy anh thợ anh tù nữa nè à, đội hút máu không được mũi đốt mũi áo xanh đó là mũi chồng đó đốt dữ dằn luôn. Không nào bự hơn cục gạch cục gạch hà thì mỗi phòng thì nó bự hơn chút gì đó. Hả, phòng nào lớn á, thì người lớn ở, còn phòng nào nhỏ thì người nhỏ ở. Vậy thôi. Vô không có cửa sổ thì nó thu luôn nè. Còn lại tàu xong này nha. Yên chị Tâm. Tàu rồi mình không thấy nha. Gì? Chưa. Rồi, cũng tiếp tục luôn nha. Cùng cái phòng này cũng tô gọi lên sẽ có chuyện bằng. Này cũng bị mấy anh thợ đang tô ở ngoài nè.
chú á, mũi chú á. Đây là mình dán gạch ra cho chú kia là ở tường nha. Nhão rồi. Thêm vô. Quá nhão. Cái gì? Máy đục lấy cái máy này à, gắn kiếm cái mũ đục đi, lấy máy này ra đục. Cái máy nào? Bỏ đi. Cái đó lát đục sao đi.